Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người con chó Bulky nhà mình. Đứng dậy nào. Đây. Đây em Bulky nhà mình như này. Đấy. Im. Đứng dậy. Đấy, mọi người thấy nó chưa? Em này thì mặt trông như là một con sói. Nhìn ghê đó. Nhưng mà nhìn trông thế này thôi nhưng mà rất chi là hiền nhé, hiền lắm đấy, nó không dữ như là chó ta đâu. Ngoài Bulky này rất chi là thông minh nha anh em nhé, ngoài giống này rất chi là thông minh. Bulky này có hai màu, màu đen trắng với màu lâu màu xám trắng. Con nhà mình như này là màu đen trắng nha. Đấy, nó rất chi là thích đùa. Nó rất chi là thích đùa mà. Nào làm im nào. Không tựa nữa là im. Đây nó làm này. Thấy chưa? Nào. To. Không đùa, đứng dậy nào. Đứng dậy nhìn vào đây. Đây. Đấy. Im. Đấy. Em này mới được có 5 tháng nha. Nặng hơn chục kg. Ê, lao, nghe con này. Cứ nghịch chưa? Báo ai? Đi ra phòng khám đi báo gì? Đi ra phòng khám đi báo ra phải báo ai? Ấy, Bulky đây, các tình yêu ơi. Nhìn trông giống con sói chưa? Con sói con đấy, nhìn giống con sói con chưa? Nhìn cái mặt nó trông rất chi là đẹp nhá. Nào. Cứ đùa cắn tay. À đi. Đứng dậy. Ôi. Cái con này nó ngoạm cái gì mà chảy máu răng hay sao? Chị! Nghịch nước à? Hả? Em này rất chi là nghịch nhỉ. Nào. Ngoan, im không? Mày cắn cái này của tao. Ra đây. Đứng im. Không đùa nữa.
Có muốn ăn roi đúng không, hôm qua không? Cho mấy cái roi giờ. Nó rất thích đùa các bạn ạ. Đấy, nó đi ra nó đùa, nó cắn ngoạm tay. Nào. Đau. Hai. Vô vô cái này. Đi ra kia mày cứ cắn vào tao.